Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Let's Learn English with Anna. Tôi tên là Titi Mary, còn bạn là ai? Hôm nay chúng ta sẽ học câu hỏi đó nhé. Bạn là ai? Nhưng bây giờ chúng ta hãy đi tới nhà cây của Anna. Cô ta sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi Who are you? Hi, welcome to my treehouse. I am Anna. And I am Max. That is Max. Max is an e-mailbox. Anna, I have our question for today. Thanks, Max. Who are you? Who are you? I am Anna. I am Max. I'm not done yet. Oh, sorry. Max, I'm done now. And I am Max. Bài hát hay quá. Các bạn ơi, hỏi câu hỏi này với tôi nhé. Who are you? Who are you? Bây giờ, mình hãy gặp một vài bạn mới nhé. Họ cũng sẽ trả lời câu hỏi ngày hôm nay nữa. I am Zanitsu. I am Anna Abhiri. Hi, I am Alexa. Bạn thấy bao nhiêu bạn? 1, 2, 3. Đúng rồi, có 3 người bạn. À, được rồi, chúng ta chơi trò chơi với họ nhé. Họ sẽ nói tên của họ, bạn ghi nhớ nhé. Bạn chuẩn bị chưa? Họ đây rồi. Hãy tìm những từ có chữ A nhé. I am Zanitsu. I am Anna Abhiri. Hi, I am Alexa. Đúng rồi, Alexa và Anna có chữ A. Giỏi lắm. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với nhà cây của Anna nhé. Cô ta sẽ nói cho chúng ta những từ khác có chữ A. Chúng ta đi nào. Who are you? Who are you? I am Anna. Anna starts with an A. But the letter A has many sounds. A, ape. A, apple. Ah, Anna. Anna ate an apple. Who are you? Who are you? I am Max. You are Anna. Who are you? Who am I? I need to walk. Who am I? Who? Who are you? You are an owl. One owl. Two owls. Three owls. I love owls. Three owls. I love owls. And I love to walk. Anna, it's time to go. Thanks, Max. Come back again, though. Goodbye. Bây giờ các bạn thử đi. Hãy hỏi gia đình và bạn bè của các bạn. Who are you? Họ trả lời thế nào? I am Zanitsu. I am Anna Abhiri. Hi, I am Alexa. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới trong chương trình Let's Learn English with Anna nhé.